chào quý vị, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Địa phương trên đường phát triển. Hôm nay thứ ba và điểm đến của chương trình là thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, được quy hoạch là trung tâm công nghiệp cảng biển dịch vụ hậu cần cảng, nên từ khi thành lập đến nay, thị xã Phú Mỹ đã có những bước chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp dịch vụ. Trong quá trình này, diện tích dành cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã cũng dần thu hẹp, đồng nghĩa với phần lớn lao động địa phương cũng chuyển sang các ngành nghề dịch vụ đang mở ra trên địa bàn. Thế nhưng không vì vậy mà nông nghiệp tại thị xã Phú Mỹ mất đi vị thế. Vị thế này càng được nâng cao hơn khi nông nghiệp trên địa bàn chuyển dần theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ cao. Nông nghiệp của Phú Mỹ trước thời điểm năm 2002 phần lớn là những vườn tạp với những loại cây trồng kém hiệu quả do phương thức sản xuất lạc hậu, do tác động của biến đổi khí hậu, do diện tích đất nông nghiệp dần thu hẹp. Trước thách thức lớn lao này, ngành nông nghiệp địa phương mà trước hết là bản thân người nông dân nhận thức sâu sắc phải thay đổi toàn diện mới có thể tồn tại, huống hồ là muốn phát triển bền vững. Xã Sông Xoài, một xã thuần nông ở Phú Mỹ, với hơn 90% dân cư sống bằng nghề nông, việc thay đổi trong sản xuất nông nghiệp đã tạo thành làn sóng trên toàn địa bàn. Đối với địa phương cũng đã triển khai cho người dân áp dụng các cái mô hình về sử dụng cái phương pháp hữu cơ. Thì hiện nay thì xã Sông Xoài cũng có một số mô hình, tuy nhiên chưa được nhân rộng, nhưng đây là một cái mô hình mà mang đến một cái sản phẩm chất lượng, an toàn cho người dân. Vườn bưởi 10 hecta của hộ bà Tăng Kim Thợn và ông Nguyễn Tấn Hùng ở ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài, trước là vườn cao su. Từ năm 2017, ông bà quyết định cải tạo vườn cao su để trồng bưởi. Và ngay khi chuyển sang trồng bưởi, ông bà cũng đã chọn phương thức sản xuất sạch, nghĩa là phải tạo ra sản phẩm hữu cơ phù hợp với xu hướng thị trường hàng hóa, với yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Tôi nhất định là làm sản phẩm sạch, là làm phân hữu cơ để cái trái nó được ngọt. Phân hữu cơ thì nó rất là phát triển. Cây của tôi trồng ở đây là nó mới có 3 năm mà hàng ngày chính mình rải phân rồi chính mình còn thấy sao mà cây của mình nó cứ mau lớn. Nó lớn hàng ngày mà mình thấy nó khác. Thành thử ra đi mặc dầu bỏ vốn vô làm rất là nhiều mà khi thấy phát triển là thấy vui lắm. Cây bưởi da xanh đã định danh tại thị xã Phú Mỹ năm 2003. Xã Sông Xoài được xem là thủ phủ bưởi da xanh ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện xã có 160 hecta bưởi. Sản lượng bưởi thu hoạch trên 1 hecta dao động từ 20 đến 40 tấn một năm, mang lại lợi nhuận cho người trồng bưởi 500 triệu đồng đến 1 tỷ 300 triệu đồng một hecta. Không chỉ thích hợp cho cây bưởi phát triển, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ cũng thích hợp để phát triển cây bơ. Toàn xã đang có hơn 30 hộ trồng bơ với 6,5 hecta. Bơ trồng tại Sông Xoài chủ yếu là giống bơ sáp Thái Dương, bơ bút, bơ 034. Bơ Sông Xoài đã có mặt ở thị trường nhiều tỉnh thành cả nước, nhất là ở Hà Nội. Vườn bơ gần 3 mẫu này được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Trước đó đây là vườn tiêu và cà phê. Sau thời gian nhận thấy cây tiêu, cây cà phê không mang lại hiệu quả, nên chủ vườn đã quyết định chuyển sang trồng bơ. Thấy cái giống bơ ở đây trồng rất là tốt, đạt năng suất. Cho nên mình mới ý tưởng là mình mới mua một cái diện tích như thế này để mình làm. Hàng năm thì nó thu hoạch lên tới 20 đến 30 tấn một vụ. Và cái giá cả nó cũng ổn định. Trong một năm thì vụ mùa bơ này được 3 lần. Tiêu thụ vẫn đang rất thuận lợi tại vì cái giống bơ của mình á, nó đi ra Hà Nội rất là nhiều. Ở ngoài đó người ta chuộng, rất là chuộng giống bơ này. Rau xanh cũng đang phát huy vai trò nông sản chủ lực tại thị xã Phú Mỹ. Thời gian qua, Phú Mỹ từng bước hình thành các vùng chuyên canh rau sản xuất bằng công nghệ cao ở các xã Tân Hải, Sông Xoài và Châu Pha. Đây là vườn rau của gia đình ông Nguyễn Văn Hưng ở thôn Láng Cát, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ.
Vườn rau 3.000 m2 trồng nhiều loại rau ăn lá như rau dền, quế, ngò, húng cây, tía tô đều đạt chuẩn Việt Gáp. Trồng theo Việt Gáp á, thì nó rất là khá thay đổi rất là nhiều so với truyền thống. Thứ nhất á, là riêng phân phải oai mục mà phải ủ oai mục để khử để làm tơi hoặc vôi tỏa. Cái thứ hai nằm đất phải phơi. Đó, phơi ít nhất là 4 ngày cho đến 1 tuần bắt đầu là mới xuống giống hoặc là mới cấy. Sử dụng thuốc thì phải theo đúng bốn đúng, đúng thuốc và xịt đúng lúc, đó đúng cách và đúng liều lượng. Thị xã Phú Mỹ đang có 2 tổ chức và 5 cá nhân ứng dụng công nghệ cao vào trồng trọt trên diện tích 68 hectare, tổng vốn đầu tư 8,4 tỷ đồng. Các loại cây trồng được ứng dụng công nghệ cao chủ yếu là rau xanh và bưởi. Một số mô hình cây ăn trái ứng dụng công nghệ cao cũng xuất hiện thời gian gần đây, như chuyên canh mãng cầu ta, chuyên canh nhãn xuồng cơm vàng. Hiện nay thì trên địa bàn Phú Mỹ thì chủ trương về phát triển của ngành nông nghiệp thì tập trung vô phát triển cái nông nghiệp đô thị. Thì trong nông nghiệp đô thị thì tập trung phát triển vô là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất của cây trồng vật nuôi và tập trung vô phát triển nông nghiệp hữu cơ để tạo cái chất lượng cho cái sản phẩm nông nghiệp trong thời gian tới. Phát triển các vùng chuyên canh cây trái đặc sản là nền tảng để thị xã Phú Mỹ hướng tới mục tiêu hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo đề án phát triển nông nghiệp đô thị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thị xã Phú Mỹ cũng đang đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa các loại hình sản xuất nông nghiệp đô thị, kết hợp nông nghiệp truyền thống với nông nghiệp công nghệ cao, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và mức độ an toàn của sản phẩm, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, công nghiệp chế biến và quá trình đô thị hóa. Thưa quý vị, bưởi da xanh sông xoài hiện là một trong những cái cây trồng chủ lực của địa phương thị xã Phú Mỹ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến gặp ông Hồ Hoàng Kha, phó giám đốc chủ nhiệm hợp tác xã bưởi da xanh sông xoài để nghe ông chia sẻ thêm về loại cây trồng này. Cái cây bưởi da xanh đó thì nó xuất hiện đầu tiên là vào những năm 2000. Thì mới đầu thì chỉ có 3 hộ trồng thôi. Thì cảm thấy thì ăn nó rất là ngon, đặc biệt so với những cái vùng khác thì cũng không có thua kém vì cái chất lượng. Thì bà con mình mới nhân rộng ra thì lại là thấy cái nó rất là phù hợp với cái đất ở đây chỗ mình. Thì bà con mình trồng rộng. Tính đến bây giờ, thời điểm bây giờ thì cũng đã đạt được khoảng 200 hectare. Tổng số thành viên của hợp tác xã của mình thì được 135 hộ. Cái kỹ thuật của bà con mình ở đây thì cũng như trồng cũng lâu rồi thì cái kỹ thuật nó rất là tốt. Thì bà con mình cũng rất là quan tâm về cái chất lượng cũng như cái sản lượng, cho nên là cũng áp dụng rất là nhiều khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ví dụ như là hệ thống tưới nè, rồi hệ thống phun thuốc, rồi cái quy trình xử lý bưởi. Thì bà con mình cảm thấy làm bưởi ăn ngon một phần rồi, bây giờ là phải bưởi sạch một phần nữa. Thì bắt đầu những cái thành viên trong hợp tác xã mới mày mò, mới tìm ra đó là phải theo cái quy chỉnh Việt Gáp. Thì năm 2016 thì mình cũng đã chứng nhận được cái sản phẩm bưởi của vùng mình là sản phẩm bưởi Việt Gáp. Thì bà con mình rất là phấn khởi khi mà lúc đó thì cái giá cả nó rất là ổn định, cũng như là cái sản phẩm của mình nó rất là ổn định về cái đầu ra, cũng như là cái chất lượng của nó cũng rất là ổn. Thì sau đó những cái thành viên trong hợp tác xã mới bàn với nhau rằng là bây giờ thì mình phải tiến tới một cái chất lượng cao hơn Việt Gáp nữa để bắt đầu mình đưa cái sản phẩm bưởi của mình đi hội nhập với các nước trên thế giới. Thì bắt đầu mình mới hướng tới đó là cái sản phẩm gọi là bưởi Lô Ban Gáp, cũng giống như là định hướng sản xuất theo hướng hữu cơ luôn. Khi mà theo cái hướng đó thì cái vấn đề về sức khỏe của bà con mình rất là cải thiện, cũng như là cái vấn đề mà chất lượng sản lượng thì hầu như là cải thiện đáng kể luôn. Hiện nay thì cái Việt Gáp tất cả xã viên thì đang theo toàn bộ luôn. Còn cái hướng mà Lô Ban Gáp với lại cái hướng sản xuất theo hướng hữu cơ thì hiện nay thì tầm khoảng 50 hộ theo thôi. Nếu mà 50 hộ đó mà làm coi như là tốt thì mình sẽ nhân rộng ra toàn bộ xã viên của mình luôn.
Thưa quý vị, đề án phát triển nông nghiệp đô thị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của thị xã Phú Mỹ đặt ra các mục tiêu chính là duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định ngành nông nghiệp của thị xã Phú Mỹ đến năm 2025, nâng giá trị sản phẩm bình quân đạt trên 130 đến 140 triệu đồng một hecta đất sản xuất nông nghiệp, nâng cao tỷ lệ đóng góp giá trị của nông nghiệp đô thị trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thị xã. Phấn đấu đến năm 2030 đạt 150 đến 160 triệu đồng một hecta. Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2025 chiếm trên 30% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của thị xã. Đến năm 2030, tỷ lệ này là 40%. Đây là cơ sở để ngành nông nghiệp địa phương và chính nông dân trên địa bàn nỗ lực phấn đấu phát triển nghề truyền thống, nhưng cũng là cơ sở khẳng định vị thế ngành nông nghiệp vẫn là bệ đỡ quan trọng trong tiến trình phát triển tại địa bàn mà kinh tế công nghiệp đang giữ vai trò xương sống. Chương trình địa phương trên đường phát triển do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này chiều mai lúc 17:50 với điểm đến tiếp theo là huyện Châu Đức.